Chị chào Lực, cho chị hỏi điều này một chút, một chút. Chị rất quý ba ông cháu, chị cúng nhất thời gian qua, ba ông cháu được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều. Chị cần để tiếp tục, chị nói em nghe, chị muốn đưa em Hải xuống nhà chị và nhận em nhận Hải làm con nuôi. Nếu được, chị có thể đưa tiền cho ông để lấy em Hải xuống tới nhà của chị. Rất là mong em sẽ hồi âm lại. Cái điều đấy thì không phải là hỏi cái là em ấy trả lời được luôn đâu các bác. Đấy, nhưng mà nếu mà theo em ấy thì là em không ở với ông, với anh Sử thì em có muốn đi không? Không đợi. Em không muốn đi á? Vâng. Đấy, như Sử thì nếu mà bây giờ có một bác muốn gọi là muốn mua lại em Hải đấy, thì là em có bán em Hải không? Cháu Đức xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của hai ông cháu của bác ạ. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì các bác cũng đã cùng cháu Đức bớt đi cái sự lo lắng về người ông của em Sử của bác. Đấy, và sau khi mà ông đã về đến nhà rồi thì có nhận được những cái phần quà của các bác gửi tới cho em Sử với em Hải để mà giúp cho các em ấy phát triển thêm vườn về phần kinh tế, coi như là về cái phần chăn nuôi nữa cô bác ạ. Đấy, và hôm nay cháu Lực lên thì cháu Lực cũng có một cái điều mà muốn nói với lại ông, không biết là ông với lại em Sử với lại ba ông cháu thì có ở nhà không. Hiện tại thì cháu Lực đang ở dưới nhà cũ, và rồi thì cháu Lực từ dưới nhà mới lên ấy, thì không có bắt gặp ai cả cô bác ạ. Hôm nay cháu Lực cũng có nhận được một cái phần quà luộc của bà Nguyễn Thị Bảy. Bà có truyền cho cháu Lực là 1.500.000. Là bà nói là cái phần quà này là gửi tặng riêng cháu Lực để mà cháu Lực đi mua vài bộ quần áo của bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng có hiện tại cháu Lực đang mặc cái bộ quần áo được là bà Bảy, là bà ấy gửi cho cháu Lực cái phần quà của bác ạ. Đấy, hôm nay thì bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của ba ông cháu của bác nhé. Đấy, có thể là hiện tại thì ông với lại các em thì có thể là đi vào trong rừng hay là đi chăn trâu rồi của bác, không ở nhà. Còn em Hải thì hiện tại là đang đi học. Đấy, ở phần phía bên này là cái phòng ngủ mà gắn bó với lại hai anh em rất là lâu rồi cô bác. Phải nói là ngủ ở bên ngoài thì một cái góc mà một cái căn phòng mà cũng nhỏ nhỏ đã được em Sử là em mới tự làm thôi. Ngoài thời tiết ra mấy hôm nay thì có vẻ là khá là nắng cô bác ạ. Đi xuống dưới này để mà nhìn xem là trâu của ba cháu của nhà không. Nếu mà trâu không ở thì chắc chắn là đi chăn trâu rồi. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là ông đang sơ chế gọi là cái phân chuồng của bác, cải tạo lại. Dèm ăn đây đừ mấy. Dèm ăn đây đừ mấy. Đây là bác thả khổng mắt tốt càng dè nè. Năm khu á. Cái phân này là ông là phơi cho nó khô, xong là mấy nữa sẽ đem đi trồng ngô nữa. Dè đây bị tơ vai thì mấy dè. Bóng tủ xử lắm tay náo là gì nổ? Bùi Du ạ? Hỏi ông thì ông không biết là các em là đi đâu rồi. Vừa rồi xuống thì cũng không nhìn thấy xe ở nhà đấy các bác. Thành ra là cháu Lực nghĩ rằng là Sử thì đã đi mua thức ăn rồi. Đi xuống chợ rồi mua thức ăn rồi. Này ông thì phải nói là một người mà hy sinh cho em Sử với em Hải rất là nhiều cô bác ạ. Hôm nay cháu Lực lên thì có nhận được một cái tin nhắn của người lạ có nhắn tin với cháu Lực. Để một tí nữa cháu Lực sẽ thông báo cho ông và cháu Lực sẽ thông báo lên trên kênh để cho các bác là cùng biết. Đấy, ở phía bên này thì có vẻ như là em Sử cũng dùng cái máy phát cỏ để mà phát ra
ruộng cho nó sạch. Chắc phải tầm mà độ mấy tháng nữa mới trồng lúa của bác. Này thằng đấn soi đầm Nam Ninh rồi gì? Đầm Nam Châu rồi à? Ờ, cái thằng đấn đây chứ đầm Khâu đây đấy. Hỏi ông bảo là đến bao giờ mà trồng lúa thì ông không biết là tháng mấy. Nếu mà nói bằng tiếng Mông thì chắc ông biết là tháng mấy trồng. Đấy, nhưng mà bằng tiếng phổ thông thì ông lại không biết rồi. Và tiếng Nùng thì ông cũng lại không có biết thêm nữa, không biết nữa. Này thông cảm gì nè? À? Thông cảm gì nè? Ờ, thông như nào? À. Đấy là cái phân này là tranh thủ trời nắng là phơi ra thì ông phải là phải đảo liên tục đấy cô bác ạ. Thì nó mới khô được. Phơi như kiểu là phơi thóc. Cái phân chuồng này thì hầu như là bà con trên vùng cao thì nhà nào cũng đều là dùng để trồng ngô cô bác ạ. À, lúc đầu mà mới trồng ấy thì là dùng phân chuồng để mà bón lót cùng đấy, nhưng mà đến lúc mà ngô lên ấy thì là mới dùng cái phân đạm để mà vun. Thì đây văn văn chat thì vai cái nô mi tình chỉ tình nhà nó dè nổ này à. Vậy ở đây thì còn có cái chỗ mà hiện tại là chưa có trồng lúa ấy, cho nên là vẫn còn dùng để mà chăn trâu được. Mấy nữa trồng lúa xong là không có chỗ nào để mà chăn trâu nữa. Ở đây thì cũng có rất là nhiều quý cô bác ở trên kênh có đóng góp ý kiến về cháu Lực rằng là mua dê thì nó sẽ hợp hơn. Thế nhưng mà cháu Lực cũng hỏi em Sử rồi. Em Sử thì muốn chăn lợn là nhiều hơn. Tại vì là chăn lợn thì là chỉ đi lấy rau lợn về để cho nó ăn thôi. Chứ còn chăn dê thì mình phải thường xuyên thả nó thì nó mới phát triển nhanh được cô bác ạ, dê ấy. Chứ để mà nhốt ở chuồng ấy thì nó cũng không có phát triển là nhanh được. Có thể là mỗi nơi nó là một cái phương thức mà chăn dê khác nhau. Dê chứ bỏ hai thung nùng này. Ồ. Bảo ông bảo là sao lại đảo phân này không có dùng ủng để mà đi. Ông bảo là làm xong thì một tí đi rửa chân sâu thôi bác. Ông nói với cháu Lực dạ như vậy. À mấy này để cho mấy này ra nó một thằng đi đẹp nó ra nổ. Chỗ này thì đến chiều thì nó có một cái cây tre bóng mát ở đây, thành ra là phơi nó không có được ổn nó lắm. Thời gian này thì còn không có mưa mấy cho nên là mình có thể là qua đêm, có thể là để qua đêm được, không cần phải là dùng tre lại. Nếu mà mưa nhiều thì còn phải dùng bạt để mà tre nữa. Bà nên nặng bài tơ vai rồi chứ. Có vẻ là đến chiều thì gió rất là mạnh đấy cô bác ạ. Như kiểu là gió sắp mưa đấy. Mày dân là gì? Mày dân là ta? Ồ, dê cắm điện thoại lắm rồi, dê điện thoại làm không? Ờ. Mày có vẻ như là em Hải đi học rồi, em Sử thì đi xuống cái chợ thì để điện thoại ở nhà. Thành ra là điện thì mới không có ai nghe. Thì vai chơi trồng bay làm cái gì? Thì vai chơi trồng bay làm à? Làm lên rồi nổ. Vậy ở bên ngoài thì cũng nhìn thấy là có rất là nhiều củi các bác ạ. Cũng được là ông là với lại các em là lấy củi về. Vậy ở đây thì còn thêm là một cái
và tách để mà dự trữ nước nữa. Mùa này thì vào cái mùa mà khan hiếm nước đấy, cho nên là có những cái tách to như này dự trữ thì rất là tuyệt vời. Này, cái tách này thì là hầu như là cái chương trình mà cháu được đi đi trao đầu tiên nhất cô bác ạ. Tách này thì là được bà Vương Kim Thanh là bà ấy gửi cho cháu Lực. Tách này thì để mà chứa nước ấy thì cũng được rất là nhiều. Nếu mà để mà nguyên mà chỉ có việc là nấu cơm với lại giặt giũ thôi thì độ được được tầm là 3 đến 4 ngày đấy cô bác. Còn nếu mà sử dụng thêm nhiều nữa thì lại tách lại không có được chứa được nhiều hơn. Đây, ngôi nhà của ngôi nhà cũ của ba ông cháu thì hầu như là không có lạ lúng gì với lại lạ với lại các bác ở trên kênh nữa. Có thể là nhìn ở phía bên ngoài thì ngôi nhà có vẻ khá là to cô bác ạ, nhưng mà khi mà đi vào thì là rất là hẹp. Này cái tin gì về hôn má gì này nè, cái tin tao má mẹ này hôn gì thế tớ á. Ông nọ là ông đi vào rừng lấy củi này cô bác này, đi được 4 hôm là kèm theo đó là lấy cả củi nữa, cả mật nữa, rất là nhiều. Tớ vay em gì tớ đang thì vay làm luôn. Ồ đấy chờ. Ông bảo là trên nhà rửa chân là xong rồi đi xem trâu, chứ không là một tí nữa cháu lại đi xuống dưới ăn cái đậu đúa của ông thì lại mất công khá là lâu. Phải nặng vậy là trên không? Hãy cùng với lại ông ở đây ngồi chân trâu một chút và nói với ông về cái điều mà hôm nay cháu được muốn chia sẻ lên cho kênh, trên lên trên kênh cũng như là nói với lại ông nữa. Vậy ở đây cũng có rất là nhiều các bác ở trên kênh nói rằng là ông già rồi thì đừng để ông đi lấy củi nhiều nữa các bác. Thì cháu Lực cũng đã nói với ông rồi, nhưng mà thứ nhất là do là về cái cuộc sống của ông thì nó diễn ra từ nhỏ đến bây giờ rồi, thì nếu mà bảo ông là ngừng lại là không đi thì là nó rất là khó, chỉ bảo ông là giảm bớt một chút nào thôi các bác. Hôm nay chắc thằng Đào ơi béo hôn lên với tê đi đóng trên ấu ấy nhưng bé bé thằng Văn này à béo mấy dù mấy vạc à trên như một bài trên như một bài á một bài à ờ dê ông lý sao đi hình tân này đi đâu chạy đâu để bị cày ông à. Ừ. Hôm nay lên thì cháu Lực cũng có một cái điều mà muốn nói với ông của bác ạ. Khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực nhận được một cái tin nhắn, không phải là một tin nhắn mà rất là nhiều tin nhắn của bác, nhưng mà cháu Lực không có trả lời. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói bằng tiếng Nùng với lại ông một chút nữa thì cháu Lực sẽ nói lại. Mi thuộc vào đây mi giáo chứ chúng ta mà cứ nhắn cứ đốt điện tuần lắm đấy ạ. Đấy là hơi khải hải đúng không? Đấy khải hải đấy là chiên hơi dè lên hơi hải tay dù đúng không? Chắc chưa hải bộ diện cứ hải đi một bài nọ. Đấy là hơi hải đấy là đi nuôi hải tộc thứ cấp ba mà lừa hơi hải họ có mi việc nữa. Đấy mà đã là mà sắm dè chẳng dè tại hải họ thứ hai đi mà làng dè không nhau này. Cái gì thế này? Tại Hà Nội ta nổ. Tại Hà Nội ta nổ. Tại cho hai mùi gì phải không? Vừa rồi thì nói với lại ông rằng là trong cái khoảng thời gian vừa rồi cháu Lực nhận được rất là nhiều tin nhắn của bác ạ, một số nhưng mà cháu Lực không có trả lời lại. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đọc một chút cho tất cả các bác là cùng biết. Hiện tại thì cháu Lực chưa thể là công khai tên với lại số điện thoại lên nữa các bác nhé. Đấy thì cháu Lực có nhận được một tin nhắn gọi là cháu Lực sẽ đọc lên.
chị chào Lực, cho chị hỏi điều này một chút, một chút. Chị rất quý ba ông cháu, chị cũng biết thời gian qua ba ông cháu được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều. Chị có nghe em nói ở trên kênh rằng em Hải mong muốn đi học cấp 3 nhưng gia đình không có tiền để tiếp tục. Chị nói em nghe, chị muốn đưa em Hải xuống nhà chị và nhận Hải làm con nuôi. Nếu được, chị có thể đưa tiền cho ông để lấy em Hải xuống tới nhà của chị. Rất là mong em sẽ hồi âm lại. Trong khoảng thời gian vừa rồi để cháu Lực nhận được tin nhắn như vậy thì rất là nhiều các bác không biết là các cô các bác, các anh chị ở trên kênh thì đây thì cháu Lực cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn như vậy, nhắn tin với cháu Lực rằng là chị mong muốn là đưa em Hải đi xuống nhà của chị, gọi là như kiểu là mua luôn em Hải đấy cô bác. Nhưng mà vừa rồi cháu Lực cũng hỏi ông ấy, nhưng mà ông cũng không có đồng ý. Và cái chuyện này thì nếu mà để mà nói với em Hải ấy, thì chắc chắn là em Hải là sẽ không có đồng ý đâu cô bác. Cũng rất là cảm ơn chị đã quan tâm tới ba ông cháu. Hỏi ý kiến của ông thì ông cũng chỉ biết là cười và để đấy thôi cô bác, chứ không có biết là làm, không biết là nói thêm điều gì nữa. Nhưng mà nếu mà để mà bán Hải đi thì chắc chắn là ông không có đồng ý cô bác. Từ rất là nhỏ rồi, Hải là lúc đấy được 6 tháng tuổi thôi, nuôi nấng đến thời điểm hiện tại thì để mà đánh đổi đi một số tiền thì chắc chắn là ông không có đồng ý như vậy cô bác. Mặc dù là ba ông cháu thiếu tiền thật đấy, nhưng mà nếu mà để mà đánh đổi tình cảm thì chắc chắn là sẽ không bao giờ mà muốn cả cô bác, hay là xảy ra cái điều đấy cả. Thế đây phía đây đây bẹt tiếp lái à? Giờ để đặt trở lại cầm một lũ. Cầm tí cầm thuốc. Một lũ soạn. Hỏi ông bảo là năm nay thì được 80 mấy rồi, thì ông bảo là không có biết đếm cô bác, không có biết là bao nhiêu tuổi nữa. Chắc là được tầm độ 81 gì đấy. Trước cháu được xem ảnh, xem căn cước công dân thì là ông đến 2023 là ông được 80 tuổi rồi. Giờ thì hỏi em Hải thì em may ra là em còn biết, chứ mà hỏi em Sử thì em cũng không có biết cho bao nhiêu các bác. Em Sử thì còn rất là may mắn là trong khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà cháu được chia sẻ lên trên kênh đấy, thì các bác ở trên kênh có dặn dò cháu Lực và lên nói em Hải rằng là dặn em Sử học thêm tiếng phổ thông này và học thêm chữ này. Thì đến thời điểm hiện tại thì em Sử cũng gọi là biết lai lái rồi các bác, biết nhiều thì không biết nhưng mà biết lai lái và mang máng rồi. Thì vai này bạn ấy cho thằng đắm ấy về vai này à? Chăn trâu này thì bây giờ là chỉ có chăn đến tối muộn thì mới về. Cỏ thì hiện tại ba ông cháu thì hầu như là cũng không có cỏ voi để mà lấy là nhiều, vì là vừa mới qua khỏi là cái mùa đông vừa rồi cho nên là cỏ mọc rất là ít, thành ra là phải hàng ngày là phải đi chăn trâu. Có vẻ là nhà kia giờ đang mở và loa khá là to của bác ạ. Cháu Lực cũng sợ rằng là nó sẽ dính một chút bản quyền đấy, thì cho nên là một tí nữa cháu Lực sẽ ghi hình sâu của bác ạ. Có thể là như là cháu Lực đang ghi hình, thành ra là sẽ có người là chơi xấu, cứ bật nhạc như này, thành ra là cháu Lực ghi hình rất là khó của bác ạ. Trước đợt mới lên thì không sao, nhưng mà đến bây giờ hiện tại lên nhiều quá rồi cô bác, lên nhiều quá thì có thể là gia đình người ta không có được sự giúp đỡ của các bác, cho nên là nảy lòng ghen tị một chút, hay phá đám cho được khi mà quay nữa cô bác. Tại sau một cái thời gian mà ở dưới đấy, ở dưới kia nói chuyện với lại ông chăn trâu nữa thì là em Sử với em Hải thì cũng đã về rồi cô bác ạ. Ôi Hải à, một mình nhà thôi à? Anh Sử nữa à? Nay lên thì cũng có đem theo một phần quà cho các em nữa. Bỏ mũ đã, cho nó đỡ nóng một chút, nóng quá. Hai anh em ngồi trên này đi, đây ba anh em mình ngồi trên này đi. Đây có túi bóng gì đây? Đây Hải ơi.
Hôm nay Sử thì đi đâu làm gì không hôm nay ấy? Không đi đâu. Hôm nay không đi làm gì à? Thế là Hải là vừa đi học về à? À, thưa các bác, vừa rồi thì các em cũng đã, em Hải thì là hôm nay là đi học, còn Sử thì hôm nay thì cũng không đi đâu làm gì cả. Thế vừa rồi thì Sử là đi đón Hải hay là như nào ấy? Đi đón Hải đã. À, đi đón em Hải à? Vâng. À, trong thời gian này thì có vẻ như là ở nhà thì các em cũng đã làm xong mọi việc rồi cô bác ạ, cho nên là bây giờ Sử có thể là đi đón em Hải được rồi đấy. Nên Hải thì gửi một lời chào tới các ông bạn. À. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Sĩ xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay anh lên thì anh cũng có một cái tin là muốn nói cho Hải. Vừa rồi thì anh nói với lại ông rồi, nhưng mà ông thì chỉ biết là Hải không đi đâu, chỉ biết là cười thôi các bác, chứ không có biết là nói gì thêm. Vừa rồi thì anh có nhận được một cái tin nhắn nói rằng là có một là bác là mong muốn là nuôi Hải học hết cấp 3 đấy. Hải có vui không? Có ạ. Vui à? Vâng. Nhưng mà Hải là phải đi xuống đấy ở với bác ấy, nhưng mà Hải có đi được không? Không biết đâu ạ. Không biết á. Vâng. Nếu mà bây giờ bây giờ được sự đồng ý của ông với lại em Sử và Hải cũng có đồng ý thì là bác bảo là sẽ lên trên này đón Hải là đi xuống đấy học luôn đấy, là cho Hải là ở với lại bác luôn đấy, ở đến hết đời đấy. Hải có ở không? Em không biết rồi. Vẫn là không biết. À, Vâng. có vẻ như là bây giờ cái điều đấy thì không phải là hỏi cái là em ấy trả lời được luôn đâu các bác. Đấy, nhưng mà nếu mà theo em ấy thì là em không ở với ông với anh Sử thì em có muốn đi không? Không đợi. Em không muốn đi á. Vâng. Đấy, như Sử thì nếu mà bây giờ có một bác cũng muốn muốn gọi là muốn mua lại em Hải đấy thì là em có bán em Hải không? Không đâu. Không à. Vâng. Đấy, bác thì bảo là nếu mà được em với lại ông với lại em Hải đồng ý là bác sẽ lên đây và đưa tiền cho em nữa, xong là cho Hải là đi ở cùng với lại bác này, là không về nữa đâu ấy. Không, không cho đi đâu. Không không cho đi đâu ạ. Vâng. Và bây giờ thì cháu Đức cũng không thể thông báo số điện thoại của chị ấy lên được, và tên thì cháu Đức cũng không thể là cháu Đức cũng còn chưa có biết đấy cô bác, tại vì là nhắn cho cháu Đức bằng cái số điện thoại thôi, không biết là người ta trêu cháu Đức hay là có ý thật không, nhưng mà cháu Đức cũng chưa có hồi âm lại cô bác ạ. Tại vì cháu Đức rất là sợ, sợ rằng là như kiểu là mình sẽ trở thành một cái người mà buôn bán đấy cô bác, thành ra là cháu Đức rất là sợ điều này khi mà chính quyền người ta vào cuộc. Đấy, nhưng mà nếu mà dù sao thì các bác có lòng thì cháu Đức rất là cảm ơn. Đấy, nhưng mà bây giờ để mà em Hải rời bỏ ông với lại em Sử đi thì điều đấy thì sẽ không có em Sử với lại em Sử cũng không có đồng ý, và em Hải thì cũng không có muốn đi đâu cô bác ạ. Đi xuống bệnh cho Đức sẽ bật mí một chút cô bác là Hải thì có biết Hà Nội không? Không biết rồi. Thế Sử thì có biết Hà Nội không? Nhưng biết nhưng mà chưa đi bao giờ. Biết nhưng mà chưa đi đúng không? Vâng. Chỉ là được nghe người ta nói thôi đúng không? Vâng. Hà Nội là một cái nơi mà cũng rất là xa hoa đấy. Vâng. Là nếu mà em Hải mà đồng ý, hay là anh Sử với lại ông mà đồng ý là bác là lấy xe lên trên này đón, xong là cho Hải là học ở dưới đấy luôn, học học và sau này nuôi nấng Hải là lớn lên chẳng hạn. Thế Hải thì cũng rất là mong muốn là đi học cấp 3 của bác ạ. Đấy, nhưng mà hiện tại thì sang năm nữa Hải thì mới học học hết lớp lớp 9. Có thể nếu mà có các bác ông bà hay là cô chú anh chị nào mà đồng hành cùng với cháu Lực để mà đưa em Hải đi học đến hết cấp 3 thì điều đấy cũng rất là vui mừng và rất là tự hào đối với lại em Hải. Hầu như là ở chỗ khu mà bản của Hải đang ở thì ít người học đến cấp 3 đúng không? Vâng. Hầu như là người ta chỉ học đến lớp 9, lớp 8 là cũng bỏ rồi. Có người là 15 tuổi đã lấy chồng rồi đấy cô bác, lấy vợ lấy chồng rồi đấy. Đấy, còn bây giờ thì cháu Đức cũng xin là kết thúc cái câu chuyện mà có người mà muốn hỏi mua em Hải đấy, cháu Đức sẽ không còn nói thêm nữa cô bác. Và hôm nay lên thì cũng có nhận được một cái phần quà là của bác Kim Hoàng. Của Vâng. bác Kim Hoàng. Ở đây thì các em có nghe
nghe nghe bác Kim Hoàng chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Trước các em đã nhận được phần quà nào của bác Kim Hoàng chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Đấy, có vẻ là các em vẫn còn rất là quen thuộc với lại bác Kim Hoàng rồi. Đấy, hôm nọ thì bác cũng có gửi cho các em là một mỗi người là một đôi dép cả cháu Lực nữa. Được phải được tầm 3 tháng 4 tháng rồi nhỉ? Vâng. Đấy, hiện tại thì dép đấy các em còn đi không? Còn ạ. Còn à? Vâng. Nhưng mà cũng có thể là bị mòn một chút rồi. Đấy, đến hôm nay thì bác lại gửi cho cháu Lực thêm là một cái thêm là một hộp nữa. Ở trong thì cháu Lực cũng bật mí luôn là già lằng có dép của bác ạ. Ở đây thì cháu Lực được nói chuyện với bác rồi cho nên là cháu Lực biết. Đấy, bây giờ thì Sử có dao không? Sử lấy dao gạch ra nhá. Vâng. Đấy, em thử mở mở ra trong xem này. Có vẻ như là vừa mở là vừa hộp của bác ạ, sợ rằng là đấy là không phải là dép à, đúng là dép thật trên này. Đấy, ở đây thì hiện tại là đang có 3 đôi dép. Cái này là xem là đôi của ai, là xem có phải đôi của Hải hay đôi Sử. À đây là đôi bé hơn này. Đôi này thì chắc là đôi của Hải đấy. Đôi của đấy đôi của Sử sao ấy. Đấy, Hải thử mở ra xem nào. Đấy, còn hộp còn đôi này là đôi của thống nhất của bác. Ui, kèm theo là có một cái phong bao lì xì nữa. Đấy, còn ở đây thì có một cái phong bao lì xì này. Trong này là có một tờ là 2 đô của bác ạ. Tại tờ này thì bác cũng có dặn anh là gọi là cho anh vâng. Để mà làm cái kỷ niệm gì đấy. Vâng. Đấy, rồi anh sẽ tờ này thì anh sẽ xin phép là anh sẽ cầm nhá. Vâng. Tờ này thì xin phép các bác là cháu Lực cũng sẽ để vào trong cái ốp điện thoại của mình luôn để cho nó có một tí đô la. Có một tí đô la trong điện thoại. Nhưng mà không biết là đây thì để mà cái giá trị của nó sẽ đổi ra được tầm độ là 50.000 tiền Việt. Vâng. 50.000 tiền Việt Nam, tiền này rất là giá trị luôn. Gấp anh để vào đây. Đấy, để trong. Sử có Sử không muốn không? Có. Có à? Thế để lần sau nhá. Vâng. Có Sử thì để lần sau nhá, Sử với Hải ấy. Vâng. Còn từ này thì anh xin phép là anh nhận trước nha. Vâng. Ở đây thì cũng có một cái đôi dép của cháu Lực với cô bác này. Có một đôi dép. Cái đôi dép này thì là của cháu Lực cô bác ạ. Còn các em thì là được mỗi người là đôi này. Sử gì thử xem là có vừa không? Anh cũng sẽ thử xem mà. Vâng. Xin phép là dép còn mới cho nên là thử trong nhà luôn nhá, Sử nhá. Vâng. Sử thử xem có đẹp không? Có. Xem này thì có vẻ như là giúp mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh thì rất là chứng rất là chắc chân của bác ạ. Đấy. Đấy, ôi, có vẻ là rất là chắc chân đấy. Sử với Hải thì có vừa không? Hai em đều vừa hết đúng không? Vâng. Đây này, xem này các bác này, đều là dép là đều là rất là đẹp cả. Có khác đôi trước một chút nhỉ? Vâng. Rồi thử đi ra ngoài xem nào. Các bạn là đi trong quay, xem này thì có vẻ như là rất là ôm chân của bác ạ. Đấy, rất là đẹp. Kết hợp lại là quần bò nữa. Đấy, còn đôi cái này là đôi cũ này của bác này. Ui, đôi dép này thì phải nói là đi được tầm ít nhất là được tầm 4 tháng rồi cô bác ạ. Đấy, 4 tháng đôi của em Hải thì cũng còn đi được, nhưng mà mỗi tội là em Hải là nó bị mòn ở đây khá là nhiều này cô bác này. Đấy, hôm nay thì tháo cái này ra đi. Tháo này ra đi, mai đeo đi học được đấy. Phần quà rất là ý nghĩa. Phải nói là khi mà các bác gửi quà cho các em ấy thì các bác còn có cả gửi lại cho cháu Lực đấy cô bác. Rất là vui mừng. Có vừa chân form hết rồi đúng không? Vâng. Xin phép là các bác là khoe cái món quà mà được
À, bác gặng gửi cho cô bác nhá. Có được thì còn được thêm một tờ tờ 2 đô, tờ một tờ kỷ niệm nữa. Đi có vẻ như là cảm giác là rất là chắc chân của bác ạ. Cái này thì để mà chạy nhảy lên đồi thì khá là thích hợp. Nhưng mà nếu mà dép này mà để mà đi nhúng đất thì nhúng nước ấy, chắc là cũng sợ là nó sẽ bị bong ấy, nhúng nước ấy. Còn là dép của các em thì hầu như là rất là thoải mái. Trước thì không có viền trắng trắng này nhờ. Đôi đôi trước ấy. Còn đôi này thì có viền trắng trắng này luôn. Sử thì có thích không? Có thích màu này không? Có ạ. Thích màu này à? Vâng. Hải thì có thích không? Có ạ. Có, thế thì bây giờ anh em mình mỗi người gửi một lời cảm ơn tới bác nhỉ? Vâng. Anh trước nhá. Vâng. Rồi. Cháu Lực xin được cảm ơn bác Kim Hoàng. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cái phần quà của bác rất là ý nghĩa đối với lại cháu Lực. Bây giờ thì em xử nhá. Anh em ra bên này chút nào, ở bên kia chói mắt quá, anh vừa nhìn thấy xong, chói mắt quá. Sử có nhìn thấy chói mắt không? Có. Có nhờ. Con cảm ơn bà Kinh Hoàng đã gửi giết cho hai ba anh em. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Rồi, đấy. Con cảm ơn bà Kim Hoàng đã gửi giết cho ba anh em. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Và anh cũng bật mí cho hai anh em là đôi dép mà hai anh em, mấy anh em mình, ba anh em mình đang đi là không ở Việt Nam gửi về đâu, mà ở tận bên nước ngoài đấy. Vâng. Đấy, anh em mình đi được đôi dép này thì nó là một cái sự yêu quý của bác gửi tới cho ba anh em mình. Đấy, cũng như là bác là tự tay đi chọn lựa từng cái đôi dép một này. Và có hỏi anh về kích thước mà số chân của mình bao nhiêu và đi bao nhiêu nữa. Đấy, phải nói là chỉ cần nói thôi là bác chọn được ra là những cái đôi dép mà cực kỳ mà hợp đối với lại ba anh em luôn cô bác ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác Kim Hoàng và cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý và ủng hộ tới cháu Lực cô bác nhá. Hôm nọ thì chuồng gà của Sử thì đã như thế nào rồi? Chưa để gà đâu à? Đấy, chuồng gà thì mấy anh em cũng đã làm xong rồi cô bác đấy, nhưng mà bây giờ thì chưa mua gà để tầm ôi nhưng mà sao có hạt thóc ở đây hả? Có để con nào đây chưa? Nó trốn đi nhà cũ rồi à? Ồ, thế là bây giờ mình lại làm thế nào? Phải buộc nó ở mấy ngày nó mới ở. Buộc nó mấy ngày đúng không? Vâng. Đấy có vẻ là nhà này, thế gà này là lấy nhà cũ lên à? Vâng. À, một con thôi đúng không? Vâng. Thế còn chuồng lợn thì hiện tại là Sử làm như thế nào rồi? Anh em mình đi xem cái chỗ chuồng lợn một chút nhỉ? Cái này là cái gì đấy à Sử? Để khô nấu cơm. Để nấu cơm á? À, để làm nếp đúng không? À, cái này là cháu Đức không biết là tiếng phổ thông thì nói như nào cô bác ạ. Đấy, nhưng mà ở trên vùng cao thì hầu như là để làm xôi ấy, thì nó nhuộm ra thành màu vàng đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, cũng biết là một chút. À, có vẻ như là anh nhìn thấy từ xa thì thấy Sử là đào cột rồi đúng không? Vâng. Rồi. Thế thì đây thì ngày mai là mình đổ được xi măng rồi đấy nhỉ? Vâng. Thì ngày mai anh em mình lên lấy xi măng về để mà láng nhá. Đấy, bây giờ thì mấy anh em sẽ láng trước cô bác ạ, láng để cho nó khô đôi đá rồi thì anh em mình mới trồng cột được. Hiện tại thì đào lên 4 cột nhỉ. Thì ngày mai mình đi lấy xi về để mà láng nhá. Còn về láng như này thì Sử biết láng không? Em bảo là trồng cột xong mới láng cột đấy mới chát. À, trồng cột xong mới láng à? Vâng. Thế cũng được. Thế bây giờ cột thì đã có mấy cột rồi? Có một cột rồi, cột đấy chưa trà đâu. À, cây dưới kia có một cây đúng không? Cây đấy đủ 3 cột rồi. Đủ 3 cột rồi à? Vâng. Sử đo chưa? Đo rồi. À, đo hết rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà như này thì liệu có hơi thấp không hả em? Không thấy được. Đến tận đây mà. Không thấp rồi đúng không? Không thấy được. Đấy, ở đây thì cũng cho Sử mà thiết kế. Thế thì mai thì anh em mình đi mua Pro nhá. À, thế cũng khá là cao rồi nhỉ? Vâng. Nhưng mà ở hai cái cột này thì mình sẽ làm thấp một chút. Hay là làm hai cái cột ở bên kia thấp? Làm hai cái cột bên này thấp. Hai cột bên này thấp đúng không? Thế thì là mình phải đào cái này sâu xuống này. Được. Mình tạo thành một cái rãnh nữa. Thì những cái chất thải của phân thì nó sẽ đi xuống như này. Được. Đấy, còn về thêm thời gian nữa thì mình sẽ
là làm lại ở dưới phân dưới kia để mà mình phơi chất thải của phân ra. Vâng. Để đồng thời là mình tận dụng những thứ đấy để mà mình đi trồng ngô hay là đeo gì đấy. Vâng. Đúng không? Vâng. Ở dưới kia thì cháu Đức cũng nhìn thấy là có một cái thửa mà trước là trồng rong đúng không? Vâng. Đấy thì là phần chất thải của lợn ấy thì nó có thể là đi xuống dưới kia để mà mình phơi ở dưới kia luôn. Vâng. Đấy. Thì chắc chắn là sau này mà lợn nó đẻ ra nhiều thì mới có nhiều. Vâng. Đấy còn mai thì anh em mình mai thì xử là anh em mình nhá là đi chở si về này, xong là chở pro nữa. Vâng. Mình chở pro ra đây hết này. Chỗ này thì anh tính bây giờ là lấy tầm 9 tấm pro đó nhá. Vâng. Thiếu thì anh em mình mua thêm. Vâng. Ok chưa? Vâng. Rồi. Thế thì thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Thế chắc là cháu Lực cùng với lại em Sử với em Hải thì cũng xin phải là tạm dừng cái video ở đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hôm nay lên thì cháu Lực cũng có, thứ nhất là có một phần quà là dành tới cho hai em. Và thứ hai thì cũng có một cái tin mà vừa rồi cháu Lực có chia sẻ lên các bác. Cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa. Không biết là khi mà các bác bác mà nhắn tin với cháu Lực hay là chị ấy nhắn tin với cháu Lực về cái tin này thì không biết là chị có cái suy nghĩ như thế nào khi mà hai anh em với lại ông nói như thế. Đấy, còn bây giờ thì chắc là hai anh em, ba anh em xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.